phân biệt các biển báo đường sắt trong 600 câu lý thuyết. Các bạn nhớ giúp cho thầy, chúng ta có 4 biển báo đường sắt và 1 biển báo tàu điện. Biển báo đầu tiên là biển giao nhau với đường bộ và đường sắt có rào chắn. Biển thứ hai là biển giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn. Và biển thứ ba là biển có hình châu X. Biển này là biển giao nhau đường bộ vuông góc với đường sắt không có rào chắn. Và biển cuối cùng là biển dấu sắt quân hàm. Quy tắc 30, không vuông góc, không rào chắn và không có người gác. Sau đây thì có một số ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về những loại biển báo đường sắt. Ví dụ đầu tiên, biển nào sau đây là biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt? Thì biển đầu tiên là biển giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào. Biển thứ hai là biển giao nhau với đường ưu tiên. Thì biển này các bạn thấy đề hỏi giao nhau với đường sắt, mà biển hai là biển đường ưu tiên. Vậy thì biển hai sai rồi, chúng ta loại biển hai đi giúp thầy. Và biển 3 là biển giao nhau với đường tàu điện. Thì biển này nó cũng không liên quan tới đường sắt của chúng ta luôn, thì chúng ta cũng loại biển này đi. Vậy thì chắc chắn có đáp án 1 là đáp án chính xác. Ví dụ thứ hai, biển nào là biển giao nhau đường sắt với đường bộ không rào chắn? Thì biển 1 là biển giao nhau với đường sắt có rào mà đề hỏi không rào. Vậy chúng ta loại biển 1 đi. Biển 2 là biển giao nhau với đường sắt không rào. Biển 3 là biển dấu X giao nhau với đường sắt vuông góc với đường bộ không có rào chắn. Vậy thì suy ra chúng ta có đáp án 3 là đáp án chính xác. Chúc các bạn thi tốt phần thi lý thuyết. Đừng quên follow thầy để học thêm nhiều kiến thức bổ ích khác nhé.